Hello, xin chào mọi người nữa ha. Thì giờ là buổi tối, chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình mình ha. Thì tiếp tục với kinh doanh nhật bản buổi hiểu hôm nay sẽ nhấn chia sẻ cho anh em trên chủ đề là sẽ đóng một khối pin là Hitachi 18V hệ pin chọn ha, hệ pin chọn 18V và là zin của nó là nó là NCD luôn em ha. Thì đầu tiên thì mình cũng cần phải biết ngưỡng pin ha. Thì cái video hiếu vừa đăng đây thì cũng có nói rồi đó, những cái pin này nè, những cái pin mà NCD hoặc NMH á, nó sẽ có hiệu điện thế một cell như thế này, nó sẽ là 1V2, là cái số mà nhà sản xuất đưa ra là gọi là cái số là số đẹp ha. Thì anh em nhân lên cái khối này nó 15 cell nè ha, thì nó sẽ ra thành 18V, nó sẽ ghi 18V. Nhưng mà thực chất ra nó sẽ khi mà sạc đầy lên thì một cell này nó sạc lên là được 1,45V là gọi là maximum ha. Thì anh em nhân lên 15 cell thì nó sẽ ra được hiệu điện thế là tầm khoảng 21V75. Rồi bây giờ nếu mà mình, và cũng là chỉ 21V75 là hiệu điện thế động ha, đúng nào muốn nói vậy đó. Khi anh em nhịp cò cái hoặc là anh em để đó trong vòng nửa tiếng hay một tiếng là tự nó xả xuống chỉ còn tầm khoảng 20V mấy thôi. Thì khi anh em mà đóng cho Lion là cũng rất là đẹp ha, anh em sẽ đóng cho 5S ha. Không, chưa bây giờ tạm thời chưa cần biết là pin gì, anh em chỉ cần biết là đóng 5S, có nghĩa là đóng tối thiểu là phải có 5 cái cell pin ha. Đó thì và hệ Lion của nó, cái hiệu điện thế của nó, người ta sẽ, nhà sản xuất họ đưa ra sẽ là pin 3V7, nhưng mà thực chất sạch đầy maximum lên nó sẽ là 4V2 đó, và nên sẽ nhân lên cái 4V2 nhân cho 5 thì nó sẽ ra thành 4,2 nhân cho 5 ra thành 21V là nó đẹp nhất luôn rồi, nó sẽ để phù hợp với cái ngưỡng của cái pin này ha. Rồi thì bây giờ nói mà để cho nó phù hợp thì Hiếu sẽ giả sử như ví dụ như anh em đóng 10 cell đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mà mình đóng 10 cell á thì nó không đủ chỗ để đóng anh em ha, nó sẽ bị gồ lên đó, như vậy thì đã gồ rồi nè, thì làm sao mà nhét được hai cell này anh em ha. Hai cell này á, thì cũng có thể để như vậy để chọc cho cái lỗ này cũng được đi, nhưng mà cái này nó đã gồ lên rồi anh em ha, là không được ha, nó gồ lên tới cái mí này rồi, bằng giá nào cũng chẳng đóng được, chỉ có đóng được 5 cell thôi. Mà nếu mà mình đóng 5 cell mà pin là pin 18650 á thì cái dung lượng nó thấp, nên là Hiếu với đóng cho nó bằng Samsung 40T, dung lượng full đủ, mặc dù 6 khối nhưng mà nó là hàng 99,9% ha, được Hiếu kiểm định qua rất là kỹ rồi, đo nội trợ test và thử cho nó tầm một tháng mấy coi có nó có xả áp hay không này nọ anh em à, nó không thể xả luôn. Này là bảo đảm anh em là anh em để 2 tháng không cần sạc pin, hoặc là anh em sạc rồi anh em để đó luôn nó cũng chẳng tụt áp ha. Đó là pin nó mà Hiếu nói là nó căng đét như vậy đó. Thì mình đóng pin này thì dung lượng nó 4A, còn nếu mà mình đóng một cell như thế này, ví dụ như mình đóng mà tối thiểu là cũng phải cần có cái dòng xạ pin có dòng xạ 20A trở lên anh em ha. Thì những cái pin có dòng xạ 20A trở lên, những pin gì, ví dụ như Lisen, Sony, Samsung, nói chung nhiều hệ lắm anh em, làm sao cho phù hợp là được. Nếu anh em không có cái pin 21700 này á, thì anh em có thể đóng những cái pin 1860 cũng được. 1860 thì cái vỏ nó cũng còn dư nhiều, nó cũng hơi phí và dung lượng nó thấp. Dung lượng mà nếu mà anh em có cái loại pin á 18650 nhưng mà dung lượng 3000 thì đổi ngược lại cái dòng xạ nó chỉ còn tầm khoảng là 18 hoặc là 15 thôi ha, 18 hoặc 15 ma thôi, nên là nó không đủ điện, không đủ dòng xạ cho máy thì cái pin mình nó rất là hại nha. Đó, Hiếu nói vậy ha, nên là tốt nhất là anh em nên là sử dụng 21700 là nó phù hợp nhất. Rồi còn cái cách thức đóng á, thì nó cũng đơn giản thôi anh em. Nói chung là cũng nhiều video Hiếu cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi, cách thức mà làm cái gọi là cái nguyên lý á, thì giờ Hiếu cũng lại chia sẻ lại tiếp để cho người nào mà chưa coi, mới coi lần đầu thì cũng có thể biết ha. Đây là cực âm ha, đây là cực dương đó, anh em cứ nối dài lên đó, cứ dương đầu đầu của cái dương này thì nối vô đít của cái âm đó, nó cứ như thế này thôi, như thế này nó gọi là đấu nối tiếp đó anh em ha, đấu nối tiếp lên thì bắt nguồn đây là B trừ nè đó, B trừ là cái cọc này ngay chỗ mối nối này nè, hai cái nối nhau anh em thò một cái kẽm ra ha, nó là B1 nè đó, đây là B2 nè, đây là B3 nè, đây là B4 nè, và khi kết thúc thì chẳng ai gọi là B5 hết mà sẽ ghi là B cộng nè anh em ha. Đó, anh em
tính ra là cứ y chang như vậy thôi. Thì cái hình thù xếp pin đó, tuy mình nhìn nó lòng ngoằng lèo ngoèo vậy, nhưng mà nó nguyên lý của nó sẽ là như thế này anh em ha. Đó, tại sao mà phải có những cái B1, B2, B3, B4 ha? Để làm gì? Là để cho, tại vì khi mà mình sử dụng bằng pin lithium á, là nó sẽ hỗ trợ cái mạch, nó sẽ hỗ trợ cân bằng sạc xạ cho mình, xạ một lúc 1 năm cell đều nhau và sạc một lúc 5 cell đều nhau, chứ không phải là như mấy cái hệ mà pin niken hoặc là LCD hoặc là bình ắc quy hoặc là nhiều hệ khác nữa, nói chung không phải lithium đó anh em. Đó, thì nó không có hỗ trợ cân bằng ha, và nó cũng chẳng cần phải sử dụng mạch nữa. Mạch thông thường nó sẽ chỉ có một con báo nhiệt và một con báo gì đó nằm ở trong cái cục sạc zin của nó thôi, nó là như vậy thôi. Và ví dụ như sạc một lúc đầu nó sẽ đưa cho là sạc 9A hay 7A, phút sau nó sạc còn 1A, 2A, 3A thôi. Cái thực chất như sạc này là anh em chỉ cần kẹp hai đầu âm dương là anh em sạc được rồi ha. Đó là giả dụ vậy thôi nha, chứ thực chất nó cũng có mấy con linh kiện gì nữa đó. Rồi thì tiếp tục ha. Thì B trừ này sẽ bắt nguồn từ đây, B trừ cho anh em xem ha. B trừ cái đầu pin này nó sẽ tương tự ở đây, hiểu có ghi nè. Trước khi mình làm á, mình sẽ phân định trước ha, để mình dễ biết. Đó, mình sẽ đặt cái hình thù pin như thế này nè, một con sẽ đặt cho như thế này. Đó. Như vậy ha. Thì B trừ ở đây. Đó, nó nằm ở đây. Rồi, kéo qua đây. Ha, đây là cái mối nối của nó B1. Và anh em nhớ ha, tất cả những cái mối nối mà anh em thò kẽm ra mà để anh em hàn những cái B1 2 3 4 á, thì anh em nên lựa vô ngay cực âm ha. Tại sao Hiếu không lại quặp kẽm ở cực dương bên đây? Tại vì cái độ rủi ro nó có, vì khi mà mình kẹp á, cái chỗ này nguyên cái vành này là dương nè, đúng không? Nhưng mà cái mí ngay chỗ này là cái góc này nó vẫn là âm nha anh em. Khi mà vô tải hay cái gì á, nó nóng, nói chung là xui rủi á, là âm dương mà chạm nhau là sẽ hư pin thôi. Nên là mình kiểu gì kiểu mình dùng đủ mọi cách để mình chỉ có kẹp kẽm xuống, mình quặp kẽm xuống ngay cực âm. Đó, chỉ khi tối thiểu khi mà đến B cộng là bắt buộc phải kẹp cực dương thì anh em nên gia cố nhiều lên. À, chẳng hạn anh em thấy Hiếu dán nguyên miếng cách điện đây, quặp xuống đây, móc xuống tới đây luôn anh em ha. Đó là như vậy. Rồi tiếp tục ha, B1 đây, kéo xuống đây, kéo qua đây. Đó, hai cái này nối nhau. Hiếu cũng móc vô B2 đây ha, đây B2. Rồi bắt đầu mình tính đây cực dương đây đúng không? Kéo qua đây. Đây là B3. Đó anh em thấy nè, tại sao mà cái cù móc này nè, Hiếu không móc lên ngay chỗ này để một hồi mình đi dây cho nó dễ, mà Hiếu bắt buộc Hiếu phải móc qua cái cực âm bên đây. Đó, nó là lý do là như vậy ha. Kiểu gì kiểu anh em cứ me anh em bẻ gặp vô ngay cực âm là hay nhất, anh em đừng có bẻ cực dương. Đó, như trường hợp này anh em vẫn có thể bẻ cực dương ngay chỗ này, nhưng mà nó rủi ro nguy hiểm cao ha. Nên là mình bẻ cực âm một hồi, mình đấu với điện mình thòng qua đây là vẫn ok ha. Rồi qua đây là B3 rồi ha. Nè, B3 rồi, kéo xuống đây, kéo qua đây thì đây là B4. Đó, B4 kéo đây kết thúc B5. Rồi Hiếu sẽ để cho đây trong vòng 5 giây để có gì anh em có thể là chụp màn hình lại, để anh em nếu mà muốn mà làm theo cách giống như Hiếu ha. Đây là bên mặt bên đây là như thế này. Bắt nguồn đây là B trừ ha, bắt nguồn đây B trừ. Rồi tiếp tục sẽ lập bên đây. Đó, nó sẽ yên thủ về thôi. Một hồi nữa anh em sẽ dán những cái miếng cách điện bảo vệ, vừa bảo vệ chống hen rỉ và vừa bảo vệ cách điện ra ha. Và anh em dán, anh em đừng có lấy nguyên một miếng mà anh em dán vô ha, nhiều khi nó sẽ bị rò rỉ mát. Nên là anh em phải, trước tiên anh em cứ dán một ví dụ như cái này nối vô cái này thì anh em có thể băng nguyên một cái miếng đó, băng qua đây. Đó, nó là như vậy ha. Rồi ví dụ như bên đây, đây là đây, thì anh em cắt một cái miếng bằng cái này, anh em băng qua đây. Đó, rồi cuối cùng mình mới có một cái tấm nào mình đặt lên hoặc là mình gia cố thêm gì đó thì nên ha, chứ anh em đừng có dán một lúc một cái miếng mà đậy phủ hết như thế này thì nó sẽ gọi là rò rỉ mát đó anh em. Đó, đó là nguyên lý của cục pin ha. Rồi tiếp tục thì Hiếu chia sẻ cho anh em biết, thì những cái clip trước đó là cái mặt clip Hiếu vừa đăng là mặt 4m đúng không? Thì bây giờ Hiếu sẽ quay sang mặt 5m ha. Đây 5m thì nó sẽ không còn cái con nào nữa, nó hàn đây nữa. Em thấy không? Đó, từ B trừ đến B1, B2, B3, B4 đến B cộng là xong thôi. Đó là mạch này cho sạc 100A và có hỗ trợ sạc sạc thì là sạc cân bằng thôi chứ không phải tự động cân bằng, nhưng mà nó có xạ cân bằng nha anh em. Nó sẽ có 5 cái bóng đèn ở đây ha. Đó, đây như cái cục này là Hiếu mới đăng nè. Rồi, có đây. Đây. Nè, anh em thấy Hiếu bỏ xuống đây nè, quay xuống đây cho anh em.
Nè anh em thấy nó có bóng đèn bên trong không? Nó đang cân bằng đó anh em, thấy nó sáng không? Đó là như vậy đó. Là cái mặt này thì là nó có chức năng sạc cân bằng. Thì anh em khi mà anh em sạc á, sạc xong, quá trình sạc xong rồi ha, cái đèn báo pin nó đã lên màu xanh rồi, mà có cái đèn đỏ nó vẫn nằm bên trong thì kệ nó, anh em đừng có nhét pin vô mà anh em xài. Nếu gấp quá thì cứ nhét vô cũng chẳng sao, còn nếu mà không gấp anh em cứ để cho cái đèn đỏ nó xả. Tại vì khi mà nó xả nó sẽ giúp cho mấy cái pin này nó đồng đều nhau, và nếu mà cái pin này đồng đều nhau mình chấp nhận mình sẽ mất đi một chút về hiệu điện thế, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái pin của mình lúc mà nó giúp cho nguyên một cái khối pin của mình khi mà hoạt động cái máy nó sẽ khỏe nha anh em. Tại vì nếu mà tất cả các cell pin mà đồng đều nhau thì cái máy nó rất là khỏe, nó sẽ cho ra dòng xả tối ưu nhất ha, trên cái bản mạch này. Còn nếu mà pin mà nó lệch nhau là nó sẽ bị giảm đi cái dòng xả ha anh em ha. Đó là như vậy. Rồi thì cách thức thì chứ cũng giống như cái clip Hiếu vừa đăng thôi. Thì nếu mà muốn biết đây thì cũng chia sẻ tiếp luôn. Thì đây cũng chừa ra 3 giây ha. Đây là ưu tiên biểu tượng cho là dòng tại dương nè. Đó, và sạc luôn, tại dương và sạc dương luôn. Còn đây là tại âm nè, và đây là sạc âm, nó thò ra 3 giây như thế này. Đó, tương đương trên cái bản mạch. Tương đương trên bản mạch. Đây. Bị trừ về 1 2 3 4 về cộng thì nó cũng là đây. Quay sát lên nét được. Đây, B trừ là nguyên cọc lớn này, anh em cứ để ý khi mà nó cho nguyên một cái lỗ lớn như thế này thì bắt buộc anh em phải đi dây 0.6 0.7 trở lên anh em ha. Còn những cái chấm mà nhỏ từ B1 B2 B3 B4 B cộng thì anh em có thể đi dây nhỏ ha. Còn cái P cái C trừ cũng có thể đi dây nhỏ, tại vì nếu anh em muốn đi dây lớn, Hiếu chưa biết cái mạch này nó cho sạc maximum là bao nhiêu, nhưng mà Hiếu đoán nó bèo nó phải 10A cho đến 15A nha anh em. Nó cho dòng sạc 10 cho đến 15A đó, nhiều khi hơn nữa đó, tại vì thấy cái cộng C trừ nèm nó cho to nè, là anh em biết là nó sẽ cho cái dòng sạc rất là cao. Nhưng mà mình cũng không nên đâu anh em ha, mình xài cục sạc 3A là đẹp lắm rồi, còn không thì cứ xài 2A, ai có điều kiện thì xài 3A, có quạt tản nhiệt nọ là cũng ok, chẳng cần thiết phải lên tới 5A đâu có gấp đến mức độ như vậy anh em ha, để cho giúp cho cái pin mình tuổi thọ nó lại được cao hơn. Đó thì nó cứ như vậy thôi. Bây giờ thì chắc Hiếu sẽ nói thì nó rất là dễ, nhưng quá trình làm rất là lâu, nên là đây cái cách thức mà để pin khi mà anh em không bao giờ mà anh em canh được một cái khe hở cỡ này với cỡ này mà để đặt lọt đâu anh em. Anh em khi mà anh em bỏ pin vô, anh em bỏ 3 cell thôi, anh em bỏ cell bên đây, bỏ cell đây rồi bỏ cái cell giữa này lên, rồi anh em chích keo, có nghĩa là mình nhờ cái vỏ này nha anh em, mình nhờ cái vỏ này để mình làm cái cữ luôn ha. Đó chứ mà anh em mà canh me mà canh chua mà ấy là sẽ không được đâu. Đó như vậy, hồi nữa cái mặt đó mình sẽ đặt như thế này nè anh em. Đó, và mình nhớ gia cố bên này xong, cái dây điện đi xong hết rồi á, mình có một miếng PE mình chèn vô đây giữ cố định cái mặt và giữ cố định cái khối pin ở cái mặt về cái chiều về sụt xịt nghe. Rồi cái mặt này đây Hiếu cách sẵn rồi nè, anh em thấy những cái đường dây này đi rất là nguy hiểm, nên một hồi anh em cũng phải dán cái miếng cách điện đây, cách điện cách nhiệt ở đây ha anh em ha. Rồi bây giờ cùng chờ đợi Hiếu sẽ hoàn thiện ra một cái phần nào đó, rồi Hiếu sẽ cái chỗ nào nó thú vị hay là hay ho Hiếu sẽ quay tiếp cho anh em xem ha. Giờ cùng chờ đợi Hiếu ha. Rồi sau khi quá trình cũng khoảng gần 2 tiếng anh em, thì Hiếu cũng ra khối pin ha. Đó, anh em thấy không, trừ ra đúng 3 cộng, cái đầu mình ra 3 cộng như thế nào thì cái khối pin mình ra cũng 3 cộng. Thông thường á, nếu mà nó dễ thì anh em lấy cái này anh em hàn thẳng, có nghĩa là lấy cái ba đầu trên đây hàn thẳng xuống dưới đây luôn. Nhưng mà trường hợp này khó thì anh em cứ làm trước 3 cộng ở khối pin và 3 cộng ở chỗ cái đầu, thì anh em chỉ việc là nối vô nữa thôi ha. Nối vô em chấm hàn, ví dụ như âm với dương thì khi chấm hàn xong anh em mà ép thêm, ép cót thêm một cái đầu chống va chạm ha. Còn cái đầu sạc âm này thì anh em cũng có thể lấy dây co nhiệt được rồi, thì ống co nhiệt anh em co lại ha. Đó, ống co nhiệt như thế này anh em co lại. Còn riêng hai đầu âm dương thì anh em nên chấm hàn xong rồi anh em co thêm ép cót này thêm vô, thì khi ở trên đây rất còn rộng, hai trên đây còn rộng lắm. Anh em với cho hết cái đống bấy bá bấy bùi nhùi này vô cái đống này, rồi anh em
đặt cái nắp này xuống là đã bắt ốc, là vẫn bắt đủ được 5 con ốc anh em ha. 6 con chứ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi thì video của mình thì chắc tới đây chắc cũng hết rồi ha. Đó, nó đơn cũng đơn giản như vậy thôi. Anh em cứ tỉ mỉ từ từ mà làm thì nó sẽ hoàn hảo và nó ok thôi. Cũng nhớ là hai miếng chêm, hai miếng BE chêm chống rung lắc, nhưng mà với điều kiện là mặt của cái mặt cũng có cách điện và cái mặt của pin, cái dán miếng cách điện, cách nhiệt luôn anh em ha. Rồi video của hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo. Chúc anh em thành công ha. Xin chào.